không cần đến Bali, khách Việt vẫn có thể check in xích đu tử thần. Đi vào hoạt động vài tháng trước, xích đu tử thần của một gia trại nhỏ trong khu vực phong Nha, kẻ bàng đang hút nhiều du khách, phần đông là khách nước ngoài. Bali Swing là tên gọi của chiếc xích đu nằm sát một vách núi, cách thị trấn Ubud chừng 15 phút chạy xe máy. Đây là trò chơi hấp dẫn nhiều du khách khi tới Bali, đặc biệt là những người ưa mạo hiểm. Xích đu được thiết kế với các chiều cao khác nhau, gồm 5m, 15m và 20m khi trải nghiệm khách còn được ngắm phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bên dưới những cánh rừng nhiệt đới sen lẫn là hàng dừa xanh mướt ở quảng bình trò chơi này được đặt tên là bong lai swing chiếc xích đu nằm gần một căn tròi gỗ nơi du khách có thể nghỉ ngơi và hóng mát xích đu được thiết kế đủ một người ngồi dây thừng gắn chặt vào thân của hai gốc cây to nhờ hướng nhìn xuống thung lũng bồng lai ngập tràn cây xanh xa xa là núi rừng chập trùng địa điểm này nhanh chóng khiến du khách tò mò tìm tới anh nguyễn văn cường chủ Whitebot Eco Farm, cho hay, cho du xích đu đã có mặt ở gia trại của anh cách đây 2 năm nhưng với quy mô nhỏ, phải mất một tháng để chúng tôi thiết kế và hoàn thành bong lai swing có quy mô như hiện tại, anh Cường nói. Theo anh Cường, dây thường hiện dài 7,5 mét được nối từ hai cây tràm trồng cách đây 10 năm, xích đu bay cao so với mặt nước suối khoảng 15 mét, người chơi luôn phải thắt dây an toàn khi trải nghiệm, khu vực này cũng có bệ xuất phát và bệ đáp, được thiết kế để đảm bảo an toàn cho du khách, tùy lực đẩy khách có thể bay xa tới 10 m anh Cường nói. Với 80.000 đồng, du khách sẽ được vào tham quan ra trại, trải nghiệm các trò chơi kèm một phần nước uống. Để đến đây, từ trung tâm Đồng Hới, du khách đi theo đường mòn Hồ Chí Minh Đông hướng lên vườn quốc gia Phong Nha, kẻ bàng, dài khoảng 40 km. Từ đường Hồ Chí Minh vào ra trại là 5 km, các loại xe máy, ô tô 7 chỗ hoặc bán tải đều có thể đi vào, tuy nhiên đường nhiều đất sỏi, hơi khó đi. Ngoài xích đu tử thần khách đến đây có thể thuê xe đạp để khám phá những con đường mòn trong rừng hoặc trải nghiệm chăn vịt cưỡi châu băng qua sông khám phá nông trại kiểu âu với nhiều loại rau vườn hoa hoặc chụp ảnh cùng đàn cừu bạn cũng đừng quên thưởng thức đặc sản gà nướng bồng lai chứa danh di vĩ